Xin chào mọi người. Ở video này mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cái nồi rang đảo. Đây là cái nồi rang đảo, nó sẽ tự động xoay. Đấy. Công thức đơn giản, nó chỉ là nồi tự xoay. Bên dưới là bếp ga của khách, anh em có thể là sử dụng đặt bếp ga ở bên dưới. Và hôm nay đang có là gạo nứt đây nhá. Mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng sao cho nó hợp lý nhất nhá. Với cách thức là mọi người cho nguyên liệu vào đây, một là có thể múc vào, hai là có thể tháo bỏ cái này đi. Hai là có thể tháo bỏ cái nắp vung ra. Đấy. Sau đó chúng ta đổ hết vào luôn. Đối với một cái máy ở trên video này, hiện tại mình đang sử dụng nó là máy 4 cân nhá. Máy 4 cân, motor 60W, nồi là một nồi nhôm 60 lít. Còn hai con máy đằng sau của mình đây thì nó là dòng máy to hơn, là máy 10 cân và máy 15 cân. Đấy. Lưu ý, nồi nhôm, chân sắt, motor cũ và bên dưới bếp ga là của khách hàng. Khi chúng ta đổ xong nguyên liệu, cắm điện vào và bật, nó sẽ tự đảo này. Mọi người có thể xem, ở bên trong của nó sẽ có những cái thanh đảo này. Nó sẽ nhào, nó nhào lộn lên. Và bên dưới chúng ta sẽ có là bếp ga. Thì anh em có bếp ga công nghiệp đơn ở nhà sẵn rồi, cứ để vào, bật lửa lên. Thì ở đây lưu ý là lửa càng to thì nó lại sẽ nhanh chín, nhanh khô. Còn lửa càng nhỏ thì nó sẽ lâu. Đấy là cái nguyên lý đơn giản rồi. Nhiệt độ là do anh em điều chỉnh nhá. Đó. Còn một cái lưu ý này nữa. Ở chỗ này công tắc thì nó sẽ có 3 nút. Một nút ở bên này thì nó sẽ là quay theo chiều này. Nếu mọi người nhìn chiều quay này. Nút ở giữa là tắt đi. Nút bên cạnh thì nó sẽ là đảo ngược lại. Đấy, mọi người nhìn nó đang đảo ngược lại nhá. Chúng ta có thể rang được các loại hạt ở đây, rang được cám viên hay là rang được kiểu dạng như là ruốc riếc các thứ ấy, ruốc ấy. Cà phê cũng rang được, có người mua về rang cà phê rồi. Thì đấy, anh em lưu ý là ở bên dưới bếp ga là phải đặt to nhỏ là do anh em thôi. Thì ở cái video này mình sẽ làm ngắn gọn hơn, là mọi người cứ tưởng tượng là nó đã được xong rồi nhá, đã chín rồi nhá. Chúng ta sẽ tắt bỏ bếp ga đi. Cứ tưởng tượng thôi nhá, mình đang nói là tưởng tượng là nó đã chín rồi. Thì chúng ta sẽ dừng cái máy này để chúng ta lấy nguyên liệu ra. Thì cái cách thức lạp nguyên liệu như nào thì chúng ta sẽ lấy nguyên liệu ra như vậy. Một là chúng ta có thể đứng từ đây múc. Hai là chúng ta có thể là mở ra. Đấy. Đấy, chúng ta lấy nguyên liệu ra, cào nó ra hoặc là như nào đấy thì tùy mọi người. Thì bây giờ là còn ví dụ như trong trường hợp mọi người có hỏi câu hỏi là sau khi sử dụng xong thì tháo nồi ra như thế nào, tháo nồi ra như thế nào, thì chúng ta sẽ xem ở cái video này. Chúng ta sẽ đẩy cái ở đây, nó sẽ có một con ốc, một con ốc để chúng ta vặn đây. Chúng ta sẽ phải có những cái này, chúng ta vặn bỏ con ốc này ra. Đấy, mình sẽ phải, mọi người phải đẩy cái chỗ đoạn này thật kỹ giúp mình nhá. Nó rất là quan trọng đấy. Cái này mà không để ý là lắp vào thì nó quay, nhưng mà khi cho đồ vào nó lại không quay. Thì đấy là cái này anh em phải chú ý này. Chúng ta rút ra. Đấy, chúng ta rút ra, cái nồi có thể ra được hoàn toàn này. Chúng ta vệ sinh cái nồi thoải mái, đầy đủ đi. Nhưng, đây để cho mọi người chú ý đến cái phần này rất quan trọng. Phải nhắc đi nhắc lại là cực kỳ quan trọng. Ở trên cái motor nó sẽ có một cái điểm khuyết như này, chúng ta nhét cá vào. Thì ở trên cái nồi, cái trục nó sẽ có một con ốc như thế này, cái lỗ như thế này. Cắm vào. Đấy, chúng ta phải cắm vào để cho đúng vào cái đấy nhá. Còn nếu mà cắm vào mà không đúng là khi bắt con ốc vào thì cái nồi nó có đồ ở trong cái là nó sẽ không quay đâu. Đẩy kịch hết vào. Đấy. Sau đó thì lấy một cái tu vít vặn nó vào. Nó vặn chặt vào. Đấy, như vậy thôi. Đấy, nó sẽ chạy. Còn nếu mà bắt lệch cái con cá, cái chỗ phần trục đấy là nó sẽ không vào đâu. Đấy là cái mình nhắc đi nhắc lại, là anh em cố gắng làm sao để cho nó chính xác nhất để chúng ta sử dụng. Có phương án 4 cân, phương án 10 cân hoặc là phương án 15 cân. Thì rang các loại hạt, rang cà phê, rồi rang ruốc hoặc là cái gì đó, dược liệu chúng ta cũng thế. Nó chỉ là đơn giản một cái nồi bít quay.
nồi nhôm chân sắt motor cũ. Ở video này giới thiệu đến anh em tham khảo. Cần gì cứ alo mình theo số hotline trên video này hoặc gọi theo số 0941111699 0973684391. Xin cảm ơn mọi người, xin chào.